Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin tài chính thị trường. Một số tin tức đáng lưu ý sau đây sẽ có trong bản tin hôm nay. Đề xuất thu phí tất cả cao tốc do nhà nước đầu tư. Giảm sở hữu chéo, ngăn chặn rủi ro. Liên minh châu Âu EU, Australia không đạt được hiệp định thương mại tự do FTA. Thưa quý vị, chính phủ vừa có đề xuất thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc do nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyển giao cho nhà nước theo hợp đồng dự án đối tác công tư. Theo dự thảo, chính phủ đề xuất thu phí sử dụng cao tốc do nhà nước đầu tư theo số km phương tiện chạy trên đường. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan soạn thảo, phương án này sẽ thu hút nguồn lực khu vực tư nhân và đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 5.000 km cao tốc. Thu phí còn giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nhất là với công trình đường bộ quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao. Thời gian thu phí các tuyến trên dự kiến trong 5 năm, đến khi có luật pháp về thu phí cao tốc. Theo đề xuất trước đây của Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn 2021 đến năm 2023, mức phí cao tốc Bắc Nam trung bình là 1.500 đồng một xe 1 km. Mỗi 2 năm sẽ tăng 200 đồng đến giai đoạn 2030 đến năm 2032. Sau đó sẽ tăng 300 đồng mỗi 2 năm lên mức 2.400 đồng giai đoạn 2033 đến năm 2035. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán với khoản lỗ hơn 20.000 tỷ đồng. Các số liệu cho thấy lý do lỗ của EVN đến từ việc giá mua điện cao hơn giá bán ra, thể hiện ở doanh thu bán điện và giá vốn điện. Năm 2022, nếu doanh thu hợp nhất của EVN là hơn 463.000 tỷ đồng, thì doanh thu từ bán điện chiếm hơn 98%. Trên 456.000 tỷ đồng. Doanh thu bán điện năm 2022 của công ty mẹ EVN là trên 372.000 tỷ đồng. Thế nhưng, giá vốn điện lại lên tới hơn 402.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa EVN bán thấp hơn giá vốn tới 29,7.000 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2021, giá vốn điện của EVN chỉ là hơn 331.000 tỷ đồng. Trước đó, kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương về chi phí giá thành sản xuất điện cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 đã cao hơn giá bán lẻ điện bình quân ngưỡng 177,82 đồng 1 kWh. Chiều tối ngày 11 tháng 7 tại công viên khu đô thị Cát Tường Western Bend 2, thành phố Vị Thanh, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang. Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang diễn ra từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, quy tụ gần 300 gian hàng của trên 150 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt có sự tham gia trưng bày giới thiệu đặc sản vùng miền của các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Bình Phước, Lào Cai, Lâm Đồng. Về phía tỉnh Hậu Giang, ngoài các sản phẩm thương mại, dịch vụ, còn có hơn 170 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao của các doanh nghiệp trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến du khách, các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước giao lưu, trao đổi, khai thác tiềm năng, lợi thế hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhà sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa quý vị, dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi đề xuất giảm giới hạn cho vay tối đa vì quy mô vốn tự có của tổ chức tín dụng đã tăng nhanh. Động thái này được cho là nhằm giảm tình trạng sở hữu chéo. Hiện dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan tối đa 25% vốn tự có của một tổ chức tín dụng. Dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi đề xuất giảm xuống 15%. Tổng mức cấp vốn cho một khách hàng cũng giảm từ 15% xuống 10%. Đây là để đảm bảo cái an toàn của hệ thống ngân hàng. Thứ nhất là về phía ngân hàng để giảm thiểu cái việc rủi ro cho vay tín dụng tập trung quá nhiều vào một cá nhân hay là một nhóm cá nhân có liên quan. Và đặc biệt là cái đề xuất này thì để ngăn chặn những cái trường hợp mà các cái ngân hàng lại huy động vốn cho những cái xuân sau là các cái tập đoàn bất động sản. Quy mô vốn tự có của tổ chức tín dụng đã tăng nhanh từ 2 đến 10 lần so với cách đây 10 năm. Điều này đồng nghĩa số dư nợ tuyệt đối cho vay một khách hàng hoặc với nhóm người có liên quan cũng tăng lên rất nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ trong hoạt động ngân hàng. Vì vậy, luật cần sửa đổi. Cái này nó sẽ để giảm tình trạng sở hữu chéo và qua đó thì nó sẽ giảm cái nguy cơ rủi ro đến từ việc hoạt động cho vay đến từ cái hoạt động cho vay đối với các bên có liên quan. Và đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng để đánh giá mức độ lành mạnh của một tập đoàn tài chính. Nhiều ý kiến cho rằng cần có lộ trình giảm dần dần bởi hiện tại các doanh nghiệp đang rất cần vốn để phục hồi tăng trưởng. Nếu giảm mạnh sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn vốn thay thế ngân hàng, nhất là với các dự án cần vốn lớn như các dự án cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần có những giải pháp đẩy mạnh các kênh huy động vốn trung dài hạn khác qua thị trường chứng khoán. Góp vốn mua cổ phần trái phiếu để doanh nghiệp có thể giảm sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Điều này cũng góp phần giúp hệ thống tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh hơn theo thông lệ quốc tế. Giá cá tra giống tại Đồng Tháp, Tiền Giang đang giảm 40% so với đầu năm, còn quanh mức 18.000 đến 20.000 đồng một ký loại 30 con, thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Hiện chi phí sản xuất tăng cao nhưng giá bán ra thấp, nên người nuôi cá giống không còn động lực để thả nuôi cho vụ mới. Giao dịch thu mua cá giống trên thị trường khá trầm lắng. Điều này đang khiến nửa cuối năm, các doanh nghiệp xuất khẩu có nguy cơ thiếu nguyên liệu để chế biến. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản đánh giá, sản xuất và xuất khẩu cá tra đang khó chồng khó khi chi phí đầu vào cao, cùng với việc thắt chặt tín dụng và lãi suất tăng, khiến cho doanh nghiệp và hộ nuôi khó khăn về nguồn vốn. Từ đầu năm 2023 đến nay, giá tôm thực phẩm liên tục giảm mạnh trong khi giá thức ăn cùng các chi phí đầu vào khác phục vụ cho nuôi tôm gia tăng đã khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, giá tôm thẻ loại 100 con 1 kg thu mua tại ao chỉ còn 83.000 đồng 1 kg, giảm 21.000 đồng 1 kg so cùng kỳ năm trước. Tôm loại 30 con 1 kg có giá dao động từ 116.000 đến 132.000 đồng 1 kg, giảm từ 30.000 đồng 1 kg. Hiện giá tôm đang ở mức thấp trong khi chi phí sản xuất hiện nay đội lên rất nhiều. Không chỉ thức ăn, giá điện, chi phí vận chuyển mà tất cả các thứ liên quan đến con tôm đều tăng. Tại Ninh Thuận, hành tím củ tươi đang được thương lái thu mua tại ruộng với giá dao động từ 42.000 đến 47.000 đồng một ký. Hành tím giống có giá từ 65.000 đến 70.000 đồng một ký. Năm nay, nhờ nguồn nước tưới dồi dào, thời tiết thuận lợi nên hành tím được mùa lại bán được với giá cao. Hành là cây trồng ngắn ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi, khoảng 45 ngày kể từ lúc xuống giống, chăm sóc sẽ cho thu hoạch. Nếu mưa nhiều thì thời gian thu hoạch sẽ từ 55 đến 60 ngày. Khác với tỏi, một năm chỉ sản xuất một vụ, riêng hành tím một năm có thể trồng được 5 vụ. Tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu, EU và Australia đã không thể hoàn tất đàm phán về một hiệp định thương mại tự do FTA theo kế hoạch. Thông tin này vừa được người phát ngôn Ủy ban châu Âu EC thông báo hôm 11 tháng 7. Theo đó, EU đã không thể hoàn tất các cuộc đàm phán với Australia trong tuần này. Hai bên đã đạt được tiến triển nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc chính. EU và Australia đã bắt đầu tiến hành đàm phán FTA từ năm 2018 và hy vọng sẽ kết thúc trong tuần này. Tuy nhiên, các bên vẫn tồn tại những bất đồng, đặc biệt là về mức độ mà EU sẽ mở cửa thị trường cho nông sản Australia, nhất là thịt bò. Hai bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về khả năng cho phép EU tiếp cận nhiều hơn đối với các sản phẩm năng lượng, nguyên liệu thô và dịch vụ của Australia. Theo Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell, hai bên sẽ tìm cách để trở lại bàn đàm phán trong tháng 8 tới. Hôm 11 tháng 7, Nghị viện châu Âu EB chính thức thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu EU nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng riêng chip bán dẫn của khối. Đây là một mục tiêu chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ châu Á. Với 587 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Nghị viện đã thông qua sáng kiến mang tên Đạo luật Chip EU. Theo đó, EU đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần thị phần toàn cầu của EU và chất bán dẫn lên 20% vào năm 2030. Để đạt mục tiêu tham vọng này, EU sẽ phải huy động khoản đầu tư công và tư trị giá 43 tỷ euro. Đạo luật cũng kêu gọi EU dành khoản ngân sách 3,3 tỷ euro để thực hiện mục tiêu trên, cũng như để tăng cường nghiên cứu và phát triển. Các nước thành viên cũng sẽ phối hợp để theo dõi nguồn cung và dự báo bất kỳ sự thiếu hụt nào. Đây là một phần trong chiến lược tăng khả năng tự cung ứng của châu Âu, được đưa ra sau khi giá thực phẩm và năng lượng leo thang do xung đột ở Ukraine. Trước đó, đại dịch Covid-19 bùng phát cũng đã khiến chuỗi cung ứng tại châu Á đứt gãy, gây nên tình trạng thiếu hụt trầm trọng chip cho ngành chế tạo ô tô của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.